Hello. Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ 6, 12 tây tháng Giêng năm 2018. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí vào ngày thứ 6, 12 tây tháng Giêng năm 2018, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc chế, đó là Đít Mẹ Thằng Chó Đẻ Hồ Chí Minh Uống Máu Kinh. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Ô. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Anh. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hải Nhân Dân Tao. Đít Mẹ Thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Cái thứ khốn nạn, ai cuốc ai cái máu què. Cái giống cho dài, chui trong hang sâu khi xưa. Ban nước buôn dân, tên Chí Minh chiến mi thôi. Gây bao đau thương, tăng tốc cho người nước Nam. Cái thứ ác độc, cái dân quay thu ác độc. Cái dân cho dài, mình râu dân dân như điên. Tên Nguyễn Xuân Cung, nhưng sống trong tứ cung thôi. Nghe tên Xuân Cung, nhưng sống ngay trong cái quần. Nghe nằm kia, nghe trong tháng nhân dân. Nghe nằm kia, đang uống máu nhân dân. Nghe chìm sâu, sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mưu trong quần dân, bao năm tháng qua. Nghe người dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, sống trong tứ cung của mình. Nghe lời dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, Chí Minh sống trong cái quần. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Ô. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Anh. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hải Nhân Dân Tao. Đít Mẹ Thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Toàn thể quý vị và các bạn đã có mặt nha. Cái thứ khốn nạn, ai cuốc ai cái máu què. Cái dân cho dài, chui trong hang sâu khi xưa. Ban nước buôn dân, tên Chí Minh chiến mi thôi. Gây bao đau thương, tăng tóc cho người nước Nam. Cái dân súc vật, cái dân quay thu ác độc. Cái dân cho dài, mình râu dân dân như điên. Tên Nguyễn Xuân Cung, nhưng sống trong tử cung thôi. Nghe tên Xuân Cung, nhưng sống ngay trong cái quần. Nghe nằm kia, nghe trong tháng nhân dân. Nghe nằm kia, đang uống máu nhân dân. Nghe chìm sâu, sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua. Nghe người dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, Chí Minh sống trong cái quần. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Ô. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hồ Ly Dâm Anh. Đít Mẹ Thằng Chí Minh Hải Nhân Dân Tao. Đít Mẹ Thằng Chí Minh trong quần đàn bà. Đít Mẹ Mày Chí Minh Hồ Ly Dâm Anh. Đít Mẹ Mày Chí Minh Mày Uống Máu Kinh. Đít Mẹ Mày Cầm Con Chó Đẻ Ơi. Đít Mẹ Mày Cầm Con Đã Cầm Sáng Khốn Nạn. Nghe người dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói, Chí Minh sống trong cái quần. Chí Minh sống đời, sống trong tử cung của người. Nghe người dân nói, Chí Minh nó uống máu kinh. À, rồi, Lisa vấn đề là trở lại chương trình. Các bạn tặng nhiều cành hoa cho anh John Nguyễn. Đã đưa cái nickname cho Lisa. Để mà Lisa live stream, đem tin tức đến cho toàn bộ dân tộc Việt Nam. Từ Bắc chí Nam.
Và cũng cảm ơn luôn em Hoàng Kiều Linh. Nhưng mà em Hoàng Kiều Linh không có ép cái nick của chị Lisa, cho nên chị Lisa lên livestream thì không có ép được cái nick của, không có thang được cái tên của Lisa vào. Cho nên nếu mà cái nick John Nguyễn này mà có vấn đề thì các bạn hãy đi qua cái nick của Hoàng Kiều Linh. Em ấy cũng đang đưa cho Lisa một cái nick để mà Lisa livestream. Cho nên tạm thời thì Lisa livestream cái nick của anh John Nguyễn này. Lisa nghĩ là nó không có vấn đề gì xảy ra nha. Rồi. Hôm qua gần hơn cả 10.000 cuộc gọi vào. Không biết bao nhiêu tin nhắn cho Lisa. Gần 30.000 tin nhắn. Hôm qua Lisa mệt vô cùng. Tất cả người dân Việt Nam nháo nhào lên. Chị ơi em buồn quá. Chị ơi em không nghe tin tức. Chị em giống như bị mù lòa. Đảng đỉ khốn nạn. Bây giờ em đập mẹ, em dẹp mẹ tivi. Em không coi chương trình gì của nó hết. Em chỉ nghe chị thôi chị ơi. Thế mới biết được là tiếng nói mà trung thực người dân trong nước nghe như thế nào. Trong thời kỳ loạn lạc như thế này, chỉ có lấy được lòng dân là thành công. Một người dân ở tại Đắk Lắk bảo vệ đất của mình, chế tạo súng để mà bắn chết những tên khủng bố cướp đất. Khi mà lũ chó đẻ đảng đĩ cộng sản kêu án tử hình, toàn dân sôi sục chuẩn bị nổi dậy. Trong khi đó thằng Đinh La Thăng đường đường là một ủy viên của Bộ Chính trị, là một bí thư của thành phố Hồ Chí Minh, mà người nhà vào, không biết người nhà hay ai vào khóc với Lisa, kêu Lisa phải kêu gọi toàn dân ở tại thành phố Hồ Chí Minh lên án thằng Trọng Lũ là vắt chanh bỏ vỏ, lên án và làm nọ bạo động, nổi lên biểu tình để mà phản đối thằng Tàu Cộng vào Việt Nam, để mà binh vực cho Đinh La Thăng, kêu án 16 năm tù. Các bạn thấy đó. Cho nên đây là một bài học cho tất cả những con chó nào mà đang ca làm phục vụ cho đảng đĩ. Tụi bay nhìn cái gương thằng Trịnh Xuân Thanh, tụi bay nhìn cái gương của thằng Đinh La Thăng, tụi bay nhìn cái gương. Rồi đây sắp tới sẽ có tập đoàn bắt đầu là kêu bằng nhôm, rồi tới tập đoàn hàng không, rồi tới những này là kêu bằng, là rất là nhiều tập đoàn than khoáng sản. Cho nên trong thời buổi này chỉ có nên yêu cầu là theo dân tộc, phải lấy được lòng dân. Cái người mà thê thảm hơn Đinh La Thăng, thê thảm hơn Trịnh Xuân Thanh, không ai khác chính là con chó Thủ tướng Nguyễn Phúc Niệm. Bởi vì tình báo Hoa Nam biết con chó này gửi con đi ra bên nước ngoài, mua nhà ở tại đất Mỹ này, cho nên nó không tin tưởng con chó Phúc Niệm này. Nhưng mà nó dùng con chó Phúc Niệm này để mà tuyên bố láo liếu như vậy. Lisa nói cho các bạn biết. Cho nên thằng Hồ Chí Minh nó đã nói rồi. Khi mà người dân Việt Nam đứng lên yêu nước, bị thực dân Pháp bắt vào trong tù, thằng Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân phải phá ngục tù, phải bứt xiềng xích khi mà những cái vụ án mà bất công. Thì bây giờ Lisa kêu gọi toàn dân Việt Nam, nếu như mà đảng Cộng sản chà đạp nhân quyền, bắt những người lên những tiếng nói nhân quyền mà chính đảng Cộng sản đã ký với Công ước Quốc tế Liên Hiệp Quốc, thì toàn dân Việt Nam phải đứng dậy, phải phá ngục tù, phải bóc xiềng xích để mà lật đổ cái chế độ khốn nạn độc tài khủng bố cộng sản này. Đó. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng giêng năm 2018. Chắc là tất cả các bạn ở ngoài miền Bắc, ở Hải Phòng đã biết rõ, và những người cộng đồng mạng đã biết rõ, đó là Ba Sạch lại tiếp tục đốt thêm công ty của Tàu Cộng, đó là Isley của thằng Liêu Trung Giang. Thằng Liêu Trung Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Isley ở tại Hải Phòng. Em cung cấp cho chị Lisa hay là Ba Sạch của chúng ta đã kết nối được với các công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Isley của thằng giám đốc Liêu Trung Giang. Thằng Liêu Trung Giang này là thằng chó đẻ Tàu Cộng,
ở tại khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, cột khói đã bốc cao lên hàng chục mét và đã cùng nhau ra tay đốt công ty này vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tây tháng Giêng năm 2018. Ngọn lửa đã quá tuyệt vời, đã cháy dữ dội, đã bốc lên cao hàng chục mét, đốt trụi kho sơn của công ty này và đã làm mọi hoạt động sản xuất của công ty này phải ngừng lại tạm thời. 8 xe chữa cháy và với hơn 60 thằng khốn nạn theo tàu cộng đã bảo vệ hãng này đã phải điều động đến để dập tắt lửa. Sau 2 tiếng tung hoành, 3 sạch 8 cháy mới bị lũ chó bưng bô cho tàu cộng dập tắt. Riêng 2 chiến sĩ 3 sạch của ta đã được các công nhân tại đây đưa ra ngoài bình yên và không có chuyện gì xảy ra. Hãy tặng nhiều cành hoa cho toàn dân Việt Nam, cho những chiến sĩ ở trong bóng đêm phải chống giặc Tàu cho Lisa và chống luôn những thằng chó đẻ Đảng Cộng sản bán nước cho Tàu cho chị. Hãy tiếp tục cho chị nha. Kế tiếp nữa, chị ơi chị, con cháu của thằng Hồ giờ này nó nhảy, nó treo cờ đỏ, nó đứng nó nhảy trong vũ trường nhìn thấy tởm lộm lắm chị ơi. Con cháu của thằng Hồ thì bây giờ nó trững mở nó như vậy, mai mốt Tàu vô mẹ nó ra mổ bụng nó đi cho bỏ tật. Trời ơi, chị đám cưới mà người dân người ta bị xe đụng thiên đường xã hội chủ nghĩa thấy ghê quá chị ơi. Nó như vậy đó. Chị ơi là chị hết Tân Hiệp Phát rồi, bây giờ tới ở tại Cà Mau, thằng chó đẻ Cà Mau đòi xử người ta về tội đem gạo cao su lên trên mạng, đòi phạt người ta 10 triệu đồng. Cô gái 9S không thèm trả tiền đóng phạt. Thằng Tàu Cộng nó cố tình nó làm như vậy để cho dân Việt Nam phải ngậm mẹ cái miệng lên hết. Mai mốt mà nó đem đồ độc ra ai ăn chết cũng phải là ngậm câm lại. Bởi vì lên tiếng là nó phạt như vậy. Các bạn thấy nó khốn nạn hay không? Gạo cao su mà đem lên trên mạng mà công bố cho mọi người biết để tránh xa. Thì bây giờ nó kiếm chuyện như vậy đó. Nó khốn nạn tới mức độ như vậy đó. Chị Lisa ơi, chị hãy nói cho toàn dân biết về hình thức đánh tư sản kiểu mới của thằng đảng thú vật cộng sản khủng bố. Năm 2016, sau cơn sốt do sổ số lụi lottery mang lại, thì năm nay 2017, cơn sốt tiền điện tử ồ ạt đổ vào Việt Nam khiến cho đảng thú thất thu một phần từ lottery. Thuận theo thời thế năm 2017, thì thằng Việt theo bên quân đủ nhân răng Việt Nam đã cho tuyển quân ồ ạt vào dự án về blockchain. Blockchain cuối năm 2017, khi cơn sốt đang lên cao, thằng đảng thú vật khủng bố đã cho đài VTV Vua Tinh Vịt lên truyền thông kêu gọi người dân không chơi Bitcoin. Đồng thời, chúng nó cũng ra luật cấm giao dịch Bitcoin để có thể bị ai mà có thể vi phạm sẽ bị phạt đến 300 triệu và đi tù 10 năm hoặc tử hình chung thân. Nó hù dọa như vậy. Ấy vậy mà bây giờ nó đã công khai ra mắt đồng tiền điện tử Việt Nam Coin. Xét về việc mua bán Bitcoin cũng là một dạng hàng hóa, chỉ là giao dịch nhân dân sự mà lũ xúc nô cộng phỉ lại dùng luật hình sự để can thiệp. Đúng là chỉ có luật rừng rú trong chế độ thú vật đảng đĩ cộng sản khủng bố này. Chúng nó cấm rồi chúng nó lại tự ý phát hành việc này là thấy lũ nó xúc vật cộng nô như thế nào rồi. Chúng nó ỉa ra rồi tự động nó bốc cức nó ăn. Em không cần chị Lisa cho thằng Hồ cho mình uống máu kinh hàng ngày nữa. Dự án Việt Nam Con này là do bên quân đủ việc theo làm. Đứng sau lưng là phe thằng Phát Niệm. Chị Lisa hãy loan tin để thức tỉnh người dân, vì đây chỉ là cái bánh vẽ để mà lừa tiền và vàng của người dân. Nếu ai ngu dại vì ham lời mà tham gia vào thì chẳng khác tự chui đầu vào rọ. Dựa theo Bộ Luật Hình Sự sửa đổi 79, 88, 258 và Luật Tiền Điện Tử thì chúng nó sẽ có cớ để bắt bất cứ lúc nào nếu chúng muốn. Mọi người dân nếu muốn chơi tiền điện tử thì hãy chơi Bitcoin và Ethereum. Đừng ngu dại mà chơi Việt Nam Coin của thằng đảng thú vật.
Còn đây là trang Việt Nam con của chúng nó và tinh thần phát triển cho công khai. Nó thấy Bitcoin ở nước ngoài người ta làm ăn tiền giả ở trên mạng quá trời, tiền ảo quá trời. Bây giờ nó thấy nó thất thu quá trời, bây giờ bắt đầu là nó giả bộ nó đem cái luật rừng rú của nó ra để mà nó cấm người dân Việt Nam phải chơi Bitcoin. Để bây giờ nó ra đó là cái tiền vấn đề là kêu bằng là Việt Nam coin. Cho nên thủ tướng đã nói ngân hàng chủ động tính toán và quản lý luôn Bitcoin. À, tư nhân hay là nước ngoài thì nó cấm, nhưng mà bây giờ thủ tướng hoặc là nước đảng đĩ thì bây giờ nó tự bắt đầu nó ra là Việt Nam coin để mà nó thôn tính luôn. Nó nói nó là vấn đề là sẽ là tiền nhân của Bitcoin. Các bạn thấy đó, ở trong một chế độ độc tài là nó như vậy đó. Tẩy chay cho chị, hãy lem lướt lên cho chị. Em gửi chị Lisa tin tức bạn có em làm trong cây xăng, nó nói là xăng E5 là xăng có phần trăm ethanol hơn 5% nhằm mục đích là triệt tiêu phương tiện đi lại của công nhân là chủ yếu. Bản tin này em cho chị biết là Bộ Giao thông Vận tải đã nói bây giờ xe cộ người dân càng ngày càng nhiều, cho nên cần phải pha xăng này và cồn vào để cho nổ xe. Cho nên người dân một khi mà nổ cháy hết xe cộ đang chạy, nó nổ kể cả xe tải luôn, thì kể như là không còn ùn tắc nữa. Cho nên bây giờ trong tương lai nó sẽ đầu tư những xe buýt hoặc là những xe Honda. Còn những xe nào mà bây giờ nó quá tải thì nó tìm cách để mà nó đổ cồn vào cho nổ banh mẹ hết những chiếc xe và phá hoại tài sản của người dân. À, cái này là ai là khủng bố? Ai khủng bố? Đó, các bạn đó có tiền đó, mua xe đi, mua xe SH đi, đổ xăng cái chạy nó nổ một cái đùng. Bây giờ nó thấy đường xá vấn đề là kêu bằng chật cứng hết trơn rồi, ngu độn dốt nát. Bây giờ bắt đầu là nó cho nó thị thiền để cho đổ cồn, đổ xăng đồ kia để cho hỗn tạp vô, để mà vấn đề là cho nổ mẹ banh xe hết trơn. Các bạn đã có tiền mua hoài, mua một chiếc xe về nó nổ tiếp nữa. Một chiếc xe đâu phải rẻ đâu, 200-300 triệu. Bắt đầu các bạn mua một chiếc về nó bị nổ mẹ, nó đổ xăng vô là nó nổ, đổ xăng vô nó nổ, đổ xăng vô nó nổ. Khốn nạn như vậy đó. Cho nên em làm ở trong sở Giao thông Vận tải đã hợp với nhau và tất cả những người mà những cây xăng toàn là con ông cháu cha, cho nên họ nhận được chỉ thị âm thầm, họ đổ những hóa chất hỗn tạp vào. Thực chất đây không có xăng đâu, toàn là cồn hoặc là xăng chỉ có 5% thôi. Tất cả chủ cây xăng đã độn giá lên để kiếm lời, để mà cho mọi người phải đổ xăng, và trong tương lai nó sẽ cháy dữ lắm. Chị thông báo cho toàn dân Việt Nam trên 100 triệu từ Bắc Chí Nam biết nha chị. Đây là âm mưu ở trong Sở Giao thông, Bộ và Giao thông Vận tải đã hợp với nhau để mà chống ùn tắc và kẹt xe ở những thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bạn em nói thằng nào bán xăng Y5 nhiều mà khuyến khích người dân đổ thì sẽ được thưởng thêm. Em, các bạn thấy khốn nạn không? Nó nói nếu mà ai mà tuyên truyền mà cho người dân mà đi đổ xăng mà Y5 để cho nổ banh xe là sẽ được tiền thưởng của thằng Tàu cầm. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Đây là cái tin mà người ta làm việc ở trong Sở Giao thông Vận tải đưa ra. Tụi bay cò, tụi bay khốn nạn, tụi bay hợp mật ở trong trống. Tụi bay tưởng Lisa không biết sao? Tụi bay tưởng Lisa không biết sao? Chị ơi, chị khẩn cấp cho mọi người biết là đài radio tuyên bố là chính phủ Thái Lan xác nhận thông báo khẩn cấp là thằng Tàu Cầm có thể làm đồ hộp Make in Thái Lan. Nhưng mà trong những cái hộp đặc biệt là sản xuất tại Thái Lan đã có 200 người bị nhiễm HIV, được nhà lãnh đạo cho biết được. Bởi vì Tàu Cầm nó đã bơm máu sida vào chôm chôm, nhãn Long An và những cái nào thốt nốt hoặc là xương sáo. Chị hãy cẩn thận chị ơi, tất cả đều là nó bơm máu sida vào để mà nó diệt chủng. Chị không bao giờ mua ba cái đồ hộp đó chị ăn. Đồ tươi chị ăn chứ đồ hộp, đồ tươi mà nó còn bơm vô nữa, đừng nói chứ đồ hộp. Trời ơi chị ơi, đồng tiền y như là giấy chùi đít người ta rút từ trong ngân hàng ATM ra kìa chị. Ừ, đáng đỉ là nó như vậy đó. Chị ơi, là chị, em báo cho chị một cái tin là Mỹ, Hoa Kỳ đã tố với WTO về mậu dịch, về 8 doanh nghiệp
mà nhà nước đảng Mỹ, đảng Cộng sản, Việt Cộng khủng bố không khai báo chị ơi. Mỹ đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về 8 công ty Việt Nam mà Mỹ nói là lẽ ra phải đăng ký là doanh nghiệp thương mại nhà nước theo các quy tắc thương mại toàn cầu. Nhưng mà đảng Mỹ Cộng sản thì lại không thèm làm theo một hồ sơ đệ trình nước Mỹ đã được kiện lên WTO. Cứ kiện hoài cho chị. Kiện càng nhiều càng tốt. Chị ơi, 9S đăng clip gạo cao su trên Facebook, bây giờ nó đòi phải phạt tiền con người ta kìa chị đó. Vậy đó. Chị ơi là chị nói đúng lắm. Chị ơi, bây giờ truy nã nguyên trưởng phòng kinh doanh ngân hàng Đông Á. Chị ơi, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quỳnh Đăng, nguyên là trưởng phòng kinh doanh hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Chị à, thằng này mày lo mày chạy, nó nghe chương trình của Lisa nó chạy trước rồi đó. Trốn cho kỹ vô nha. Chị ơi chị, thằng tướng Trương Vĩnh đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1. Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh quê ở Nam Định. Ông Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đây vào đảng. Và bây giờ nó nói rằng ở trên mạng ông ta đã mở hai cái sòng bạc lớn, cho nên nó phải bắt đi chị à. Chị ơi là chị, từ từ những thằng đảng viên tôi bay bị tàu nó qua nó thanh trừng hết. Từ khi mà thằng Tập Cận Bình giả bộ đi qua dự hội nghị EPEC, thiệt ra là gặp riêng với thằng Trọng Lú. Nó kêu cầu thằng Trọng Lú phải làm y như nó. Tức là những người nào mà thân với Tây Phương hoặc là có một cái nhìn mà muốn thay đổi đất nước thì kể như nó tiêu diệt hết. Nó bắt buộc phải trở lại cái chế độ độc tài giống như thằng Tập Cận Bình. Cho nên sau khi Tập Cận Bình nó qua nó dự hội nghị EPEC nó về rồi, thì bây giờ thằng Trọng Lú âm thầm bắt đầu đi vào nắm công an, bắt đầu sử dụng và xài người. Thằng Phúc Niễm cũng là có đuổi con qua Mỹ, cũng có đầu óc thân với Tây Phương. Nhưng mà thằng Trọng Lú nó không nói, nó sẽ nghe lời của Hoa Nam để mà sử dụng thằng này. Bởi vì nó sẽ làm từ từ để mà nó thao túng hết. Bộ Công an bây giờ nó đã nắm được rồi. Nó len lỏi vào tới Công an, nó len lỏi vào tới Quốc phòng. Bây giờ là nó cạch thẳng tay, nó thanh trừng. Đó, một cụ trung tướng đồ kia không mà bây giờ nó đụng tới, nó chụp đầu ra hết. Nó đã đời rồi, nó giả bộ, nó nói là chống tham nhũng. Nó biết rõ toàn dân Việt Nam không bao giờ biết được cái chiêu chống tham nhũng là láo xược. Nhưng mà nó vẫn ngang ngược, nó đăng lên tờ báo là toàn dân Việt Nam ủng hộ đường lối của đảng chống tham nhũng cho trong sạch. Rồi nào là nó chửi là chống tham nhũng, bởi vì đây là những cái xã hội đen. Ai là xã hội đen? Hỏi chống tham nhũng, thằng chó đẻ Trọng Lú có tham nhũng không? Nếu mà thằng chó đẻ Trọng Lú mà nó không có vấn đề là hối lộ, nó không tham nhũng, thì tại sao nó để Formosa vào Việt Nam? Tại sao lại để cho bullshit vẫn còn tồn tại? Tại sao nhà máy giấy Lee and Mans ở tại Cần Thơ vẫn còn chiếm trệ ở đó? Chống tham nhũng thì tại sao đất cát của người dân Việt Nam bị cướp bán cho Tàu Cộng, tại sao không trả lại đi? Các bạn thấy cái vô lý không? Cho nên khi nó ngang ngược, nó nắm truyền thông, nó đăng lên báo như vậy, thì Lisa và những người báo ở Việt Nam, những người tiếng nói ở Việt Nam phải phản pháo lại cho Lisa. Chúng ta chỉ có hai lằn ranh. Một là yêu chuộng tự do. Hai là theo độc tài của lũ chó đẻ đảng Mỹ Cộng sản. Cho nên những người nào giả bộ làm dân chủ cụi lên trên đây không dám nói động tới đảng Mỹ Cộng sản Việt Nam thì kể như là chúng ta tẩy chay ngay tức khắc. Chúng ta không chơi với cái lũ này. Trên cái phương diện truyền thông, thằng đảng Mỹ nó đang nắm truyền thông, nó tung ra, thì chúng ta bên đây là những người yêu chuộng tự do phản pháo lại, đập lại những cái tin tức mà nó đưa ra. Chỉ có như vậy thôi. Còn ổm ờ mà giả bộ lên làm cái giọng như là vấn đề là ta, vấn đề là kêu bằng là có học, ta ôn hòa, ta làm việc theo pháp luật. Cái đảng Mỹ Cộng sản thì đéo bao giờ có pháp luật. Cái đảng thổ tả, cái đảng khốn nạn này không bao giờ có pháp luật. Bây giờ nó nắm được người dân Việt Nam 100 triệu thì nó giả bộ, nó làm cái trò như vậy thôi. Thử mà người dân nổi lên hoặc một đảng phái nào hoặc toàn dân nổi lên thử coi, các bạn coi nó giết người như rã. Bởi vì tiền thân của nó là khủng bố. Cho các bạn biết, ngay cả tình đồng chí của nó, những thằng đảng viên tướng tá của nó mà bây giờ nó cũng nuôi cho béo rồi, nó đem ra nó xử để mà nó lấy tiền lấy bạc lại hết.
gia đình thằng Trịnh Xuân Thanh khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng để nó kêu án chung thân. Chúng ấy nó đem ra nó bắn mẹ. Sao không đem con chó Đinh La Thăng ra bắn luôn đi? Vậy là tụi bay còn sợ phải không? Tụi bay còn hèn phải không? Gặp tao đó hả? Mà lợi dụng tao cho tao làm việc 3-4 năm tuổi đảng, 4 năm, 3-40 năm tuổi đảng như vậy rồi. Tao báo với con của tao, mẹ nó ra bắt đầu là kêu bằng là nổi lên. Mẹ tuyên bố rồi, bắt đầu là bây giờ chỉ có người dân làm dân là thắng thôi. Trong tương lai nước Việt Nam sẽ có một người ra mặt để chống lại thằng Tổng Lú. Bởi thằng Tổng Lú ai cũng biết nó là theo Tàu để bán nước Việt Nam. Mà nếu các bạn không lên tiếng là các bạn chết. Những người đấu tranh ở trong nước Việt Nam ôn hòa hoặc không ôn hòa hoặc lên tiếng nói như thế nào Lisa không cần biết. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ những người này, không để cho họ ở trong tù nữa. Phải đem những thông điệp này để cho những người trong tù phải hiểu rõ được là đây là khẩu hiệu của thằng Hồ Chí Minh. Một khi xã hội áp bức là chúng ta phải bứt xiềng xích và phá ngục tù. Phải làm như vậy mới được. Một khi mà cái người dân trí Việt Nam mà không sợ tù tội nữa, sẵn sàng đồng lòng với nhau để phá ngục tù, làm bất công là đồng loạt đứng lên, một người ngã xuống, triệu người đứng lên, thì không có một chế độ nào nó cai trị được cả. Cho dù nó khủng bố, nó độc tài cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không làm được. Các bạn thấy những tụi khủng bố đó, người nào không theo nó giết gần cả 200-300 ngàn người. Nhưng mà toàn dân người ta nổi lên, ta không sợ nó nữa, thì nó phải lui vào trong. Thì nó lui vào thì nó ghét đụng ai, nó giết mấy, nó giết vô cùng. Thì cũng giống thằng chó đẻ đang đi thôi. Thấy đụng ai chống nó là nó giết. Mà nếu chúng ta sợ nó để cho nó giết thì nó cười. Chỉ vậy thôi. Chị ơi là chị, chuyện chỉ có ở thiên đường xã hội chủ nghĩa thôi chị. Cái bằng này là do lo lót dữ lắm. Nó cấp nhầm thuốc, bệnh viện cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai cho người phụ nữ chị ơi. Ở trong chế độ khốn nạn là nó như vậy. Ở trong chế độ là còn khốn nạn. Chị ơi, Trần Đại Quang là người đứng sau chỉ đạo lực lượng chiến tranh mạng nghe chị. Thời còn làm bộ trưởng đó chị, bây giờ quả báo chị ơi. Thằng chó đẻ này tới nó bây giờ. Tới nó bây giờ. Hello chị Lisa. Trinh sát cho chị những thông tin, cung cấp cho chị những thông tin. Hôm nay em cung cấp cho chị nhiều tin tức quan trọng về quân sự và kinh tế cũng như chính trị ở trong đất nước Việt Nam, đặc biệt là trong nội bộ của đảng Đĩ Cộng sản. Tình hình căng thẳng tại Việt Nam tiếp tục leo thang. Sau khi đã cho nổ kho đạn và cắt ống dẫn dầu của đảng Đĩ Cộng sản, thì Tàu Cộng đã đưa quân xuống biển Đông để mà dàn trận và tập trận với quy mô thật là lớn. Lần này Tàu Cộng đã không còn sợ dân Việt Nam phản ứng, không còn sợ lũ công an, không còn sợ lũ quân đội, bởi nó biết rõ ràng Trọng Lũ đã nắm toàn bộ công an và quân đội. Cho nên Tàu Cộng đã hung hăng, đã huy động tới vũ khí mạnh nhất là hàng không mẫu hạm Thị Lan. Hàng không mẫu hạm Thị Lan mang số 001 kèm theo 5 chiếc chiến hạm hộ tống. Đã ngoài ra, Tàu Cẩm còn điều động cả sư đoàn máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng đi kèm theo hàng không mẫu hạm Thị Lan. Sau đó, thì Tập Cận Bình đã ra lệnh đưa thêm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến và xe thiết giáp loại nước xuống biển Đông để phối hợp tập trận với hàng không mẫu hạm Thị Lan. Mục đích của Tập Cận Bình là muốn tập trận chiếm đảo và tập trận đổ bộ trên hàng không mẫu hạm Thị Lan này. Theo đó thì không quân và hải quân của Tàu Cộng sẽ dội bom để mà mở đường cho thiết giáp từ trên hàng không mẫu hạm Thị Lan đổ quân từ biển vô, rồi thủy quân lục chiến sẽ xông lên để mà chiếm những cái đảo quan trọng ở Trường Sa. Vị trí diễn tập là khu vực đảo Hoàng Sa gần với bờ biển Đà Nẵng nên tình hình rất là căng thẳng. Vì Tàu Cẩm có thể mượn cớ tập trận để mà đánh úp bất ngờ Đà Nẵng, Huế, có thể nhằm chia cắt Việt Nam hoặc là thừa thế chiếm luôn vùng biển của Việt Nam, hoặc là Dương Đông kích
Tây làm bộ tập trận ở Hoàng Sa, nhưng lại đem quân ra đánh bất ngờ ở Trường Sa. Tội nghiệp cho gần 1.000 lính Trường Sa là con dân Việt Nam đang như chuột nằm trong rọ chị ạ. À, em đau lòng vô cùng chị ơi. Quân đội của Đảng Để Việt Cộng thì hoàn toàn rung như là cày sấy, bị rơi vào thế bị động sau khi nổ kho đạn, nên đã núp hết ở trong bờ. Đồng thời thằng Tổng Lũ thì lo thanh trừng với cái gọi là chống tham nhũng, làm sạch nội bộ của đảng, cho nên giả bộ làm lơ, không ra lệnh cho quân đội, cũng như không cần phải đăng báo cho toàn dân biết. Tình báo Hoa Nam đang cười gật gù với những cái báo đài mỗi ngày cứ đưa những vụ án Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng để làm cho nháo nhào lên trong nội bộ của đảng mà mất cảnh giác với giặc phương Bắc. Cái chiêu này hay đó. Gái mẹ tôi bay, tao ra lệnh kêu mày lôi đầu ra mày bắn liền tại chỗ, sao không bắt? Mà đặt giả bộ chống tham nhũng cái đéo gì. Các bạn thấy nó, cái giả tâm nó từ từ nó lòi ra rồi đó. Cho nên mặc dù Tàu tập trận thì quân đội, hải quân, không quân, cho tới công an, cho tới người dân Việt Nam đều án binh bất động. Cứ lên trên mạng là coi những tờ báo sầm lờ của đảng đỉ khủng bố là về chống tham nhũng. Rồi bà đặt viết xảo là toàn dân Việt Nam ủng hộ đảng sáng suốt để mà chống tham nhũng. Mà chống tham nhũng là toàn bộ là thanh trừng những tướng tá như là ông Vĩnh là người chống Tàu, ông Đinh La Thăng cũng là người đã từng chỉ mặt vào Tàu làm ăn không minh bạch, cho nên đã bị tình báo Hoa Nam chiếu tướng và cho đi tù. Khi mà thằng Đinh La Thăng còn làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh, nó đã trong một cuộc họp trên báo chí đã chỉ thẳng mặt là thằng Tàu Cộng làm ăn gian dối, cho nên tình báo Hoa Nam nó đã nhìn thấy được, cho nên nó phải ra lệnh để mà phải xử thằng Đinh La Thăng này. Các bạn thấy cái chiêu của nó là như vậy. Thằng Nguyễn Tấn Dũng là người mà đã tuyên bố không đem kinh tế để đổi lấy chủ quyền biển đảo Việt Nam thì lại bị cắt toàn bộ chức vụ và xa rời khỏi đảng Cộng sản. Và bây giờ còn nhiều những thằng tướng trong quân đội và công an, chỉ cần tụi bay rụt rịch là tụi bay chết không kịp ngáp. Cho nên bây giờ quân đội của đảng đỉ cộng sản khủng bố bây giờ giống như là một nhóm người dân dân Việt Nam thôi, bởi vì không có tàu chiến nào mà dám ra khơi. Bộ chính trị thì đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra là Tàu Cộng đánh vào Đà Nẵng, hoặc là làm cỏ sạch sẽ ở Trường Sa, giết chết toàn bộ lính Trường Sa. Cho nên Bộ Chính trị sẽ thông qua luật quốc phòng và ban ra lệnh tổng động viên ngay. Nếu như mà lên lấy Trường Sa và giết hết, thì Bộ Chính trị cũng giả bộ kêu gọi tổng động viên, mục đích là đẩy người con dân Việt Nam ra để làm bia đỡ đạn cho Tàu Cộng giết chết, sau đó sẽ giơ cờ trắng lên để mà đầu hàng và sáp nhập nước Việt Nam vào Tàu. Ai chống đối sẽ bị thanh trừng. Những người nào là đảng viên thì sẽ gài cho tội là tham nhũng hoặc là diễn biến hòa bình để cho đi tù rồi chết lần chết mòn trong tù. Bộ Chính trị toàn là tình báo Hoa Nam đang câu giờ để cho cán bộ di tản ra nước ngoài. Vì vậy, ngư dân không nên ra bắt cá ở tại những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lúc này, để tránh bị Tàu Cộng tập trận và dùng đạn thật để mà bắn chết. Đồng thời, người dân phải dự trữ sẵn vàng và ngoại tệ, mua thêm thức ăn và thức ăn khô và nước để mà dự trữ. Tàu sân bay của Tàu Cộng đang tập trận ở gần quần đảo Hoàng Sa. Mới bước qua năm 2018 thì hàng không mẫu hạm Thị Lan đã bắt đầu là tập trận ở ngoài đảo Hoàng Sa. Các bạn thấy rõ ràng không? Toàn dân Việt Nam chuẩn bị đi. Khi tập trận rồi, Tàu Cộng đó hung hăng treo cờ lên và đã hù dọa đảng đỉ cộng sản. Quân đội và công an của đảng đỉ cộng sản
thì không dám nói gì cả, cũng chả đã bao giờ đăng báo chí gì cả. Các bạn thấy tình hình nó khổ nạn như vậy rồi đó. Đây là hàng không mẫu hạm Thị Lan đã được khơi mào để mà chở những đoàn xe thiết giáp để mà tập trận ở ngoài đảo. Trong lúc rối rắm vậy, tao tấn mẹ nó vô trong Trường Sa để đập mẹ nó luôn đi. Hàng không mẫu hạm của Tàu Cộng sau khi tập trận có máy bay J-11 đã bay vòng quanh, cảnh cáo với toàn dân Việt Nam không được ra đó để mà đánh bắt cá. Đó, các bạn thấy không? Hàng không mẫu hạm Thị Lan bây giờ vui ghê không? Tao biết thằng Tàu Cộng mà nó khốn nạn như vậy đó. Những chiến hạm này có nhiều máy bay đi theo và hộ tống. Còn đây là hình ảnh của những người lính Tàu Cộng đang tập trận ở ngoài vùng biển Hoàng Sa, chuẩn bị lên để mà làm cỏ sạch con dân Việt Nam ở Trường Sa. Chị Lisa ơi, điều đáng buồn là những người tân binh đi ra ngoài Trường Sa thì chỉ có đem theo lòng gà và bánh mứt, chứ không có một viên súng hoặc không có một viên đạn và một cây súng nào. Chỉ có tối ngày đi ra gieo giống rau muống rồi đi vô dỗ tai ca và đào những đường hầm dưới Trường Sa. Tình báo qua Nam nó chụp hình được và nó cười sặc sụa. Chị ơi, nó cười là tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam bị đảng đỉ cộng sản đã âm thầm đi đêm bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng mà không hay, vẫn đi thi hành nghĩa vụ quân sự và vẫn vui cười hỉ hả để mà đá gà và ăn gà. Trong khi đó thì Tàu Cộng đã cho hạm đội Thị Lan đã bay ra ngoài tập trận, và đây là những đoàn thiết giáp của Tàu Cộng đang chạy rần rộ chuẩn bị đổ bộ để lên trên đảo Trường Sa. Các bạn thấy người ta tập trận đem hạm đội Thị Lan, một dàn quả tiễn, xe tăng, thiết giáp như vậy, còn trong khi đó 200 tân binh đầu năm đi ra ngoài đảo Trường Sa lũ khủ cầm theo bụi gà, cầm theo bánh tét. Ta nói chết đói chết khát từ hồi nào tới giờ, mẹ nó ra đem ra ngoài ngoại, bánh mứt đồ kia ra ngoài, rồi đem giống rau muống ra ngoài để mà trồng. Cái mẹ tôi bay, mẹ chỉ cần nó dùng xe tăng này mà nó thụt cái pháo vô là tao cho rau muống tôi bay nó tiêu tùng hết trơn. Mẹ cũng không quên cái gì, cái cọng rau muống, cũng vì cái cọng rau muống thôi đó mà chết gần 2 triệu người miền Bắc, cũng vì mẹ cọng rau muống thôi à. Nghe lời thằng Hồ chó đẻ tăng gia sản xuất ăn rau muống. Thằng Đà Thảm Dân Đồng á hả, cái thời bao cấp vô bắt đầu nó giết mẹ nó, gà vịt hết trơn, bò rồi kia nó đem, nó giết nó đem qua cho thằng Liên Xô, tức là thằng Nga bây giờ đó, đem qua bển cho ăn hết trơn rồi. Rồi cái người dân ở trong miền Nam nó ngăn xong cấm chợ, không có ai bán được một miếng thịt bò nào hết trơn. Ta nói cả năm trời có khi không ăn được miếng thịt bò, người ta thấy miếng thịt bò là người ta thèm, thì điều nó nước miếng nước mà giải nó chảy ra. Bắt đầu lúc đó thằng Phạm Văn Đồng còn là thủ tướng chính phủ, bắt đầu nó lên trên đài truyền hình nữa nha, nó tuyên bố: đồng bào có nghe rõ không? Vậy đó. Hôm nay vì tình hình kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh cho nên chúng ta không cần phải ăn thịt bò như là bọn Tây Phương. Chúng ta hãy nên ăn rau muống, và chúng ta thành lập những ao rau muống của Bác Hồ. Cho nên theo thống kê của thế giới, 1 kg rau muống có chất đạm và bổ dưỡng tương đương với 1 kg thịt bò. Bắt đầu toàn dân Việt Nam nó đồn với nhau, nó nói đó, nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chưa, trời ơi, 1 kg rau muống là có chất dinh dưỡng hơn 1 kg thịt bò. Cho nên nhà nào cũng mau mau làm cái ao hoặc là lên luống để trồng rau muống đi. Ở miền Tây thời đó, tao nói nhà nào mà có bó rau muống mà nó đi tới rồi là cầm cái cây mà nhận mẹ nó xuống để cho rau muống nó trồng ở dưới nước cho nó, bắt đầu như vậy. Rồi mùa nước nổi cái bắt đầu cây nó lỡ, nó bung lên, bắt đầu là nó chạy tùm lum hết trơn, cái bắt đầu nó ra nó chửi, trời đất ơi, má mẹ mày, ơ tiên nhân tổ đường trang gái mẹ tụi bay, tao trồng rau muống cực khổ mà tụi bay bắt đầu giả bộ, tụi bay tắm xong rồi tụi bay nhổ cây, tụi bay kéo cái đám rau muống của tao đi qua bên kia. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng tuyên bố là 1 kg rau muống bằng 1 kg thịt bò, mà tại sao bây giờ tụi bay ác như sát đất kia trời. Tao nói trời ơi là trời, tới chừng sau này ai nấy ăn rau muống rồi con mắt nó thụt sâu vô. Tao nói mẹ nó ra đó, ốm còi xương ra ngoài, rốt cuộc rồi bắt đầu khôn khôn ra mới biết được là
Mẹ bị toàn là bị bịp, không có rau muống nào, cái rau muống mà bằng tương đương với cái thịt bò bổ dưỡng đâu. Trời ơi, tao nói toàn dân Việt Nam bị gạt, bị lừa không. Ngoài việc đưa quân tập trận rầm rộ tại Biển Đông, thì thằng chó đẻ Tàu Cộng vừa ký kết 19 hiệp định hợp tác và viện trợ cho Campuchia. Đây là mồi nhử của Tàu Cộng thảy ra để làm cho Campuchia phải phục tùng và nghe lời Tàu Cộng. Mục đích của Tàu Cộng là muốn quân đội Campuchia đánh thằng đảng Đế Việt Cộng để mà đòi đất. Cho nên có thể thằng Campuchia tuyên bố từ thành phố Hồ Chí Minh vào tới miền Tây là đất của Campuchia ngàn đời. Cho nên nó sẽ phát động chiến tranh để mà đòi lại đất chùa tháp. Hoặc là Campuchia sẽ cho Tàu Cộng mượn biên giới, mượn đất nước Campuchia để mà đưa quân vô đánh, để mà chiếm miền Tây, đánh Việt Nam từ phía Tây và phía Tây Nam. Ngoài ra, Lào cũng có thể cho Tàu Cộng mượn đường để mà đưa quân vào, để đánh thọc vào bẹ sườn của thằng đảng Đĩ Cộng sản. Cho nên ba nước Đông Dương, Việt, Miên, Lào hoàn toàn đã bị Tàu Cộng bẻ gãy từng chiếc. Cho nên ba chiếc đũa này đang chụm chùm lại. Cho nên giờ đây hai cây đũa đã bị Tàu Cộng bẻ gãy là Miên và Lào. Thì thằng đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam Tàu Cộng bẻ trong vòng tích tắc. Cho nên như vậy thì Tàu Cộng đã dự tính xong chiến lược đánh gọng kìm để mà kìm kẹp thằng đảng Đĩ Việt Cộng. Mặt khác thì Tàu Cộng lại yêu cầu cho đảng Đĩ phải bắt những người nào mà lên tiếng nói chống Tàu càng nhiều càng tốt, giết luôn cũng được, để cho người dân Việt Nam phải ngoan như con cừu, phải hiền như con thỏ, để cho Tàu Cộng vào nắm đầu từng con dân Việt Nam để mổ sống và lấy nội tạng. Như vậy thì Tàu Cộng đã dùng kinh tế, vùng những cái xí nghiệp, dùng người Tàu để mà qua bên Lào và Campuchia mở những hãng xưởng và đem miếng bánh kinh tế ra để làm chiến lược, để mà đánh gọng kìm đối với đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng. Nếu như có chiến tranh xảy ra lúc này, tình hình hết sức là nguy hiểm. Bởi vì con dân Việt Nam thì ai ai cũng thờ ơ lo ăn đồ độc của thằng Tàu. Mặt khác thì run sợ đảng Đĩ, bởi đảng Đĩ là tình báo Hoa Nam đã cài vào, cho nên không dám lên tiếng, thậm chí đem dao vào kề cổ cũng chỉ biết khóc và la làng lên mạng để cầu cứu mà thôi, chứ không phản ứng lại. Vì Việt Nam đã rơi vào thế tứ bề thọ địch, chỉ cần lấy dao cắt cổ gà Việt Nam thì sẽ chết không kịp ngáp. Cho nên thằng Tàu Cộng đã bao vây và bị Tàu Cộng và Cam bao vây ở tại miền Tây, bốn phía tứ bề. Đảng Đĩ Cộng sản không còn con đường nào để mà chạy thoát. Bộ công an thì Tô Lâm sợ trầm lú đái ra trong quần. Còn bên quân đội thì tình báo Hoa Nam đó toàn là thay thế, toàn là cấp tướng để mà chỉ huy, đem những tân binh vô chỉ có kỷ luật hoặc là giả bộ dợt đánh để cho mày xùi bọt mép chết, chứ chả bao giờ bảo vệ được tổ quốc hay biên cương. Ngoài biển thì Tàu Cộng dàn trận ra. Ở biên giới phía Bắc và Tây Nam thì có quân đội của Tàu Cộng và Campuchia trực chờ. Cho nên Trung Quốc đã ký 19 thỏa thuận viện trợ và đầu tư với Campuchia để mở màn cho cuộc chiến. Xem ra không có tới năm 2020 đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi Tàu nó nói là năm 2020 là năm con chuột, là năm Tý. Cho nên năm Tý là chuột, mà đã chuột nhắc rồi thì chúng ta không có nên. Cho nên chúng ta phải làm sao mà thôn tính trong năm nay. Năm nay có thể bước qua là năm Mậu Tuất, là năm chó giữ nhà. Cho nên chúng ta phải đánh Việt Nam, phải làm sao cho những thằng chó đẻ đảng Đĩ, làm sao cho thằng Trọng Lũ, nó phải coi đem quân đội và răng quân đội, răng công an làm con chó để mà giữ nhà cho Tàu Cộng, để Tàu
vào cổng thôn tính Việt Nam dễ bề hơn. Tào Cẩm nói rồi, năm chó là để giữ nhà, và bước ra năm 2019 là năm con heo, là sẽ thọc huyết toàn bộ 100 triệu dân Việt Nam, cho mày ói máu ra chết mẹ hết, để cho người dân Việt Nam ngồi đó yên đi, yên bình đi. Để mở đường cho chiến dịch xâm lược đất nước Việt Nam thì Tào Cẩm đã bán tháo, bán đổ cổ phiếu ngân hàng SHB Sài Gòn Hà Nội Bank, làm giá cổ phiếu sụt 12%. Cụ thể là vào phiên giao dịch vào sáng sớm ngày 12 tháng 1 2018, hôm nay thì Tào Cẩm bất ngờ đã bắt tay với tài phiệt ở trong nước để mà bán tháo, bán đổ cổ phiếu của ngân hàng SHB, làm giá sụt hết biên độ tối đa trong ngày là 12%. Ai gửi tiền cho ngân hàng này thì kể như la làng mất trắng. Mục đích của Tào Cộng là đánh sập các ngân hàng yếu kém tại Việt Nam để gây áp lực kinh tế của thằng Việt Cộng đảng đĩ, và ép thằng đảng đĩ Việt Cộng ra lệnh cho Trọng Lũ phải đầu hàng Tào Cộng vô điều kiện, để Tào Cộng đem ngân hàng của Tào Cộng vào để mà ra thao túng ngân hàng của đất nước Việt Nam. Đây là chiêu bất chiến tự nhiên thành của Tào Cộng, không cần tốt bom đạn để đánh vô Việt Nam, mà chỉ dùng vài chiêu đánh cổ phiếu là bóp chết nền kinh tế của đảng đĩ Việt Cộng. Hiện tại Tào Cẩm và tài phiệt Hoa Kiều đang âm thầm cài cắm ở Việt Nam, đang nắm số lượng cổ phiếu rất là lớn. Một khi mà bán ra đồng loạt cổ phiếu thì sẽ làm giá sụt cực mạnh như ngày hôm nay, sụt tới 12 điểm, kể như là chạm đáy và chuẩn bị phá sản ngân hàng. Vì vậy lúc này toàn dân Việt Nam không nên gửi tiền vào bất cứ một ngân hàng nào, bởi tất cả đều là do Tào Cẩm đang nắm cổ phần và chuẩn bị cho phá sản, mà phải lập tức rút hết tiền và vàng trong những ngân hàng ra. Các nhà đầu tư cũng không nên giữ cổ phiếu ngân hàng và các ngành dịch vụ khác, mà phải bán ra để tránh bị trúng đòn bán tháo, bán đổ của Tào Cẩm. Ngân hàng SHB khớp lệnh kỷ lục 650 tỷ đồng, bay mất 12% ngay trong cái phiên mà mới bắt đầu là giao dịch. Tào Cẩm đã bán tháo, bán đổ 650 tỷ đồng cổ phiếu của ngân hàng SHB, làm sụt 12%. Giữa lúc Tào Cẩm lâm le xâm chiếm Việt Nam thì thằng chó đẻ Việt Cộng Trần Bắc Hà, tổng giám đốc ngân hàng BIDV, đã bắt đầu ngã lăn ra bị bệnh cúm gà để mà chạy trốn qua Singapore nhằm tránh bị Trọng Lũ thanh trừng. Thằng Trần Bắc Hà này tự nhiên lăn đùng ra và hô quát lên là bị cúm H5N1, là đàn em thân tín của thằng Ba Dũng, giúp Ba Dũng nắm hệ thống ngân hàng và kinh tế ở ngoài miền Bắc. Thằng này muốn học theo Vũ Nhôm là trốn qua Singapore, rồi từ đó kiếm đường đi nước thứ ba để tị nạn chính trị, hoặc là dùng passport khác để qua nước thứ ba. Trước khi bỏ trốn, thì Trần Bắc Hà đã bán hết tài sản bên Việt Nam và đem theo một vali đựng toàn là hồ sơ mật tiếp chân của Vũ Nhôm. Đây là những hồ sơ tuyệt mật về ngân hàng, về nợ công và kinh tế của đảng đĩ Cộng sản Việt Cộng. Có một lệnh tung ra và Lisa thèo lẻo nói rằng thằng Trần Bắc Hà chuẩn bị, chiếc này nó không bắt mày mà nó cho người tình báo mật vụ để mà ám sát luôn, chứ không còn cho bắt nữa để gây tiếng vang nữa. Một khi tung ra thì toàn thế giới sẽ biết hết các ngân hàng Việt Nam có nợ xấu bao nhiêu, làm lung lay chế độ. Và đảng đĩ Cộng sản Việt Cộng khủng bố đang mắc nợ bao nhiêu đô la Mỹ.
kinh tế của Đảng Địa Việt Cộng đang suy sụp như thế nào. Như vậy thì nhà đầu tư sẽ sợ hãi và rút vốn khỏi Việt Nam, gây sập nền kinh tế ngay. Ngoài ra, Trần Bắc Hà còn nắm danh sách tài khoản ngân hàng nước ngoài của nhiều quan chức trung ương và bộ chính trị, vì nó từng là tổng giám đốc ngân hàng BIDV quốc tế nên nó biết hết. Cho nên thằng này mà tung ra thì giống như là dòi từ ở trong xương nó nhúc ra, quốc tế sẽ biết được tài khoản ngân hàng của bộ chính trị và trung ương đảng còn bao nhiêu để áp dụng luật Magnitsky nhằm phong tỏa tài sản. Như vậy thì sao Vũ Nhôm lại có thêm một thằng Trần Bắc Hà đã ôm tập hồ sơ mật để mà đào tỉ qua Singapore? Tình hình Việt Nam đang rơi vào thế thù trong giặc ngoài, ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình thế hiểm nghèo là thù trong giặc ngoài thì kinh tế của Đảng Địa Việt Cộng đã hoàn toàn kiệt quệ. Hàng loạt công ty không có tiền thưởng Tết, hàng ngàn người lao động đã đình công. Theo tin mới nhất, có tới hơn 10.000 công nhân tại các khu công nghiệp đình công vì chủ là Tàu Cộng đã quỵt tiền vì công ty không thưởng Tết như trong hợp đồng. Tình hình kinh tế bi đát lại càng cực kỳ bi đát hơn. Nếu không có tiền thưởng Tết thì công nhân sẽ không có tiền bạc để về quê ăn Tết. Như vậy thì tiền thưởng Tết công ty lại không có tiền thưởng và kinh tế quá suy sụp. Hàng bán ra không được thì tiền đâu mà thưởng. Vì vậy cả hai bên đều chết. Công ty không sản xuất được và công nhân cũng không có tiền ăn Tết. Cho nên toàn dân phải nổi lên và biểu tình cho Lisa. Đây là công nhân đình công ngày hôm nay trên 10.000 người để mà đòi tiền thưởng Tết. Làm mà bây giờ nó dụ cho làm đã đợi ngày 13, 14 tiếng. Bây giờ tự nhiên cuối năm không có tiền. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khoai Dừng Trí vào ngày mai. Thân ái kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.